dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Sáng ngày 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định rằng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh một khi được xây dựng sẽ tạo ra hiệu ứng đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn nhiều năm qua cho hồi phục kinh tế và phát triển kinh tế của khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Song đại biểu Trương Trọng Nghĩa thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thời gian còn lại đến hết năm 2023 là quá gấp gáp. Đại biểu Tạ Đình Thi Hà Nội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng nhận định, đầu tư hai dự án đường vành đai vào thời điểm này là chín mùi, tranh thủ được thời cơ, thế và lực của đất nước, giảm chi phí, cơ hội và tạo sự bứt phá, sức lan tỏa của đầu tàu kinh tế và trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Sáng ngày 10 tháng 6, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Trương Vương, quận 1, từ 9 giờ sáng đã có rất đông thí sinh và phụ huynh có mặt tại cổng điểm thi. Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút, thời gian quy định làm thủ tục dự thi theo thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh mới được phân luồng di chuyển vào bên trong khu vực sân trường. Thầy Nguyễn Hữu Trí, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Trương Vương, quận 1 cho biết, một trong những điểm mới của quy chế thi năm nay là tất cả vật dụng cá nhân của thí sinh để cách khu vực phòng thi tối thiểu 25m. Tại khu vực phòng để đồ của thí sinh, điểm thi đã bố trí sẵn các bìa sơ mi và một cán bộ giám sát. Tính đến trưa ngày 10 tháng 6, điểm thi chưa ghi nhận thí sinh F0 hoặc xin hoãn thi. Ngoài 25 phòng thi, điểm thi có bố trí 3 phòng thi dự bị. Trong đó, một phòng dự bị đặt cạnh phòng y tế đề phòng trường hợp cần can thiệp y tế. Sáng mai, thí sinh nên sắp xếp có mặt ở điểm thi lúc 6 giờ 30 phút để giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh trước khi bước vào giờ làm bài môn thi ngữ văn. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022, trong đó thay đổi cách tính cộng điểm ưu tiên vào đại học. Quy chế tuyển sinh vừa ban hành đã quy định, mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên, trên tổng điểm 30 tối đa của mỗi tổ hợp 3 môn, tương đương 7,5 điểm trên thang điểm 10, được giảm tuyến tính, tới 30 điểm thì mức điểm ưu tiên bằng 0. Ví dụ nếu lấy mốc 24 điểm, thì những thí sinh đạt từ 24 điểm trên 3 môn trở xuống vẫn sẽ được hưởng điểm ưu tiên như hiện nay. Nhưng nếu thí sinh đạt mức 25 điểm sẽ chỉ còn được hưởng 5 trên 6 mức điểm ưu tiên, 27 điểm sẽ chỉ còn 3 trên 6. Thí sinh 30 điểm thì không còn được điểm ưu tiên. Sáng ngày 10 tháng 6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo truy tìm 5 người có hành vi đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên. Hiện chưa rõ tung tích, gồm Vũ Văn Dũng, sinh năm 1995 ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Đinh Khánh Đạt, sinh năm 1996 ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Vũ Thành Nghị, sinh năm 1990 ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Đào Đình Kiên, sinh năm 2001 ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991 ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo cơ quan chức năng, khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 6, nhóm người trên đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ thuộc Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sáng ngày 10 tháng 6, Công an huyện Ngọc Lặc và các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm đối tượng Lê Văn Lượng, 38 tuổi, trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Đối tượng chém 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 6, Lê Văn Lượng đã dùng dao truy sát vợ chồng anh M, 38 tuổi và chị H, 34 tuổi, trú cùng thôn Đô Sơn. Sau đó đối tượng Lượng tiếp tục sang hàng xóm truy sát ông Phạm Văn M, 54 tuổi. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa 3 người bị thương đến bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Lặc cấp cứu, tuy nhiên chị H đã tử vong. Sau khi gây án, Lê Văn Lượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Tạo nên chiến tích vô tiền khoáng hậu là trở thành đội tuyển U23 đầu tiên giữ trắng lưới ở vòng bảng trong lịch sử giải đấu. Nhưng U23 Ả Rập Xê Út lại không có đội hình tối ưu cho trận tứ kết giải U23 châu Á 2022 gặp U23 Việt Nam. Theo đó, đại diện đến từ Tây Á không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Abdul Hamid và tiền vệ phòng ngự Ibrahim Manas vì án treo giò. Ngoài ra, điểm thiệt khác của Ả Rập Xê Út là nghỉ ít hơn đối thủ một ngày. Ả Rập Xê Út hiện có 7 điểm, hiệu số cộng 7, lọt vào tứ kết với ngôi đầu bảng D. Trận đấu giữa Ả Rập Xê Út Việt Nam diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.